Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Trinh sẽ có một bài từ vựng để học chung với mọi người nha. Từ vựng hôm nay là bài 44 music. Và cái music này nó không phải là hỏi bạn thích thể loại nhạc gì, thích cái này kia nọ không thôi nha. Nó hơi đào sâu một tí xíu. Cho nên nếu một hồi coi vô mà mấy cô chú anh chị em và các bạn nào mới học, mình thấy nó khó quá, khó đâu mình dừng ở đó. Rồi mình sẽ bình luận cho Trinh biết là mình dừng ở đâu. Rồi Trinh sẽ kiếm một cái video hợp lý hơn để cho mọi người coi nha. Rồi còn ai mà được thì mình sẽ đi tiếp. Ở đây là 44 bài trên 100 bài từ vựng của trình độ là tiền trung cấp. Cho nên là nó không phải dễ lắm ha. Nó cũng hơi khó khó một tí thôi. Rồi giờ mình sẽ đi vô bài nha mọi người. Rồi music. Đầu tiên là cái chữ này trước cái đã. Mình cũng phải dặn lại một lần để không thôi đọc sai đó. Music. Ha, chữ này chữ dịch. Chữ sờ đọc là Z nè. Rồi dịch. Có âm K phía cuối nữa. Music. Và nhớ cho dấu nặng vô music luôn chứ đừng có music nha. Rồi nặng luôn đi, music, dấu nặng vậy đó ha. Rồi âm nhạc. Thứ nhất mình sẽ bàn về là musical taste. Đây, là gì? Chữ taste người ta giải thích cho mình là the type of music that you like. Là cái thể loại âm nhạc mà bạn thích. Thì mình sẽ dịch là gu âm nhạc. Gu âm nhạc nha. Đấy, gu âm nhạc của mọi người thì như thế nào? Rồi mọi người nhớ ghi chú bài vô nha. Nếu mà ai không có sách thì mình ghi vô tập. Còn nếu có sách mình có thể ghi thẳng vô sách. Còn không là mình sẽ nốt ra. Được chưa? Để coi hồi nó từ vựng cuối bài này mình sẽ được cái gì. Mọi người bình luận xuống cho Trinh biết luôn là hôm nay mọi người học được cái gì ha. People's taste in music is different. Là gì? Cái gu âm nhạc của mỗi người thì khác nhau. Chứ không phải cái khẩu vị của mỗi người khác nhau nha. Chữ nãy giờ có ai thấy quen không là khẩu vị là nếm đúng không? Nhưng hay là gu âm nhạc nha. Đó, cái sự thưởng thức âm nhạc của mọi người là khác nhau. Nói chung về nghệ thuật mà đúng không? Đó, taste. Không những về nghệ thuật đâu, về thời trang, gu thời trang cũng vậy. Cái chữ taste này gọi là cái gu á, gọi là một cái người có mắt nhìn á, good taste chẳng hạn, đó là mắt nhìn. Thì mỗi người là khác nhau đúng không? I like pop music, tôi thì thích nhạc pop. My brother like folk music. Folk music là nhạc gì? Là cái music is written and played in a traditional style. Là cái nhạc được viết và được chơi theo cái kiểu truyền thống. Thì có thể gọi là cái gì? Folk truyền thống nó liên quan tới những cái người hồi xưa phải không? Đó dân dã, có thể là người ta hay dịch là dân ca hoặc là nhạc đồng quê. Đó, nếu mà dịch theo kiểu dân ca chúng ta có thể nhớ đến chị Cẩm Ly chẳng hạn. Đó, nhạc chị Cẩm Ly, nhạc dân ca. Đó, nhạc đồng quê đồ, đó vậy đó. Đồng quê, còn ở bên nước ngoài thì có thể nghĩ tới chị là Taylor Swift chẳng hạn. Ủa chị Taylor viết sao nhỉ? Taylor Swift viết sao nhỉ? Chị Taylor kia là như tên của chồng mình. Bà Taylor Swift hình như là chữ. Ừ đúng rồi. À, không không, bà này cũng cũng chữ này luôn. Ok. Rồi bà Taylor Swift nha. Đó là nhạc đồng quê. Ha, hai cái cũng là đồng quê thôi, dân ca với đồng quê. Mỗi nơi nó quê mỗi kiểu khác nhau vậy thôi nha. Quê của người ta nó cũng không giống quê của mình. Rồi cứ nhất biết là folk music là nhạc dân ca, nhạc đồng quê. Mỗi quê thì nó sẽ có cái truyền thống âm nhạc nó khác nhau. And my dad prefers classical music. À, khi mua xe hay gì mà hay mua dòng classic là dòng gì? Là dòng cổ điển ha. Đó, cổ điển. Bố tôi nghe nhạc cổ điển. Cổ điển là sao? Thì nó cũng cũ mà nó phải sang. Sang giống như là cái gì? Là dàn nhạc giao hưởng. Tính nói sang giống bolero hay gì? Hình như không phải đâu. Mình cũng không rành nhưng mà mình biết là classical này là phải giống như là Mozart hay này kia, nguyên một cái dàn á, người ta chơi á, có cái người đứng nha. Lát nữa mình sẽ biết cái người đứng đó là người gì nữa. Rồi, xong ha, đó là ba cái gu âm nhạc khác nhau chứ gì. Rồi, cái chỗ common mistake này bỏ không đi khỏi nhìn. My brother and I like going to concert to see groups perform live. Thì anh tôi á, với tôi thì thích đi tới cái concert. Concert, mọi người biết rồi không? Cái nhạc hội hay là cái đêm ca nhạc ấy. To see groups perform, groups là các nhóm nhạc. Perform live, biểu diễn trực tiếp. Perform là biểu diễn. Thì group này giống như là đi đu idol Hàn Quốc kìa đó. Hai, biểu diễn theo nhóm. Live là trực tiếp. Thì mọi người sẽ nhớ ngay là live show đúng không? Hoặc là live gì nữa. Live stream đúng chưa? Thì chữ này đọc là live. Live ha. Chứ không đọc là live. Bởi vì chữ live nó có nhưng nó nằm trong trường hợp nào? Nó nằm trong trường hợp là ở đây. Where do you live? Hết thắc mắc chưa? Có nhầm lẫn không? Hết nhầm nha. Cứ mình nhớ cái gì mà âm nhạc, nghệ thuật là live show, live stream, đọc là live. Hát live, hát chai. Còn này là where do you và where do you live. Sống là phải live, được chưa?
Còn trên đây là sóng khác, trên đây là phát sóng trực tiếp, còn như là sinh sóng ha, hai cái sóng khác nhau á. Rồi, live có nghĩa là gì? In front of a large group of people đó, là trước mặt một cái nhóm người lớn đó, là hát live. Call an audience, đó thì cái nhóm người đó gọi là audience. Không có áo nha, ó nha. Audience là khán giả. Được chưa? Khán giả. Đây mình sẽ cho mọi người coi chữ gì. Ủa sao mình mở ra cái tab này vậy ta? Audience. Đây mình sẽ coi chữ audience đọc như vậy. Ó nè. Anh nó sẽ đọc là audience. Audience. Nó tròn cái môi lên một chút xíu. Audience. Anh Mỹ là audience. Audience giống như Trinh đọc hồi nãy. Giờ mọi người muốn ó kiểu nào cũng được, biết audience là được nha, là khán giả. Rồi bên đây là nó giải thích là cái chữ này á, cái chữ live là đọc giống chữ file chứ không phải là đọc giống chữ live đó. Đây chỉ giải thích vậy thôi. Nhưng mà làm sao nó giải thích bằng hay bằng Trinh được. Trinh lấy cái này ví dụ là mọi người nhớ liền, đúng không? Hay quá trời. Tôi còn tự thấy tôi hay nữa mà. Rồi my dad just listens to music at home. Nhưng mà bố tôi chỉ thích nghe nhạc ở nhà thôi. He isn't interested in live performances. Thì ở đây performances là gì? Perform trên kia là biểu diễn, là người ta đứng hát. Còn performance không thôi là cái tiết mục hoặc là cái buổi biểu diễn, đúng không? Đó, thì nhiều buổi thì là thêm show performances. Ok, tiếp theo mình sẽ có when I listen to music, I'm mostly interested in the tune. Tune là cái giai điệu á. À, khi mà tôi nghe nhạc thì tôi hay là bị thu hút bởi cái giai điệu, là the musical note. Ở đây có chữ music rồi, còn có chữ musical là gì? Là cái tính từ liên quan tới âm nhạc. Musical taste, musical note. Note là cái nốt nhạc. À, music là âm nhạc, một mình nó là một danh từ riêng. Cậu giờ muốn nói cái gì liên quan tới âm nhạc, mình phải dùng tính từ musical mình gắn vô, được chưa? Ở đây có hai cái nè, musical taste. Và ở đây nữa là musical note. Note là gì? Là cái nốt nhạc luôn á. Là cái tờ giấy nốt này luôn nè. Rồi. But my brother is more interested in the lyrics. Lyrics là cái lời bài hát. Có nghi ngờ nhân sinh không? Có thật sự là đọc là lyric không vậy trời? Có không mọi người? Có không? Ê, giết lộn rồi. Ôi, lyric giết tầm bậy nữa rồi. Lyric giết về mới đúng chứ. Rồi, lyric. Đời đọc như vậy. Lyric. Lyric. Thầy đọc thêm chữ S vô lyrics. Là cái words of a song, tức là cái lời trong cái bài hát, từ ca từ á. Đó. Rồi, lyrics là đúng luôn nha. Có một cách đọc duy nhất, anh Mỹ anh cũng vậy. Lyric. Lyric. Rồi, vậy hen. Xong chưa? Đọc lại lần không? People's taste in music is different. I like pop music. My brother likes folk music. And my father prefers classical music. Mọi người đọc không nhanh được, đọc chậm, miễn sao có đọc, đừng dấp là được. Và lúc đọc thì nhớ trong đầu nó là cái nghĩa gì với nha. Đừng có đọc luôn tuồng không. Người ta là muốn nói tiếng Anh lưu loát thì phải sao? Không, bỏ cái chuyện mà nghĩ bằng tiếng Anh qua đi, cái cho đó chưa làm được đâu. Mà mình phải làm gì? Mình phải đọc trôi chút đã. Nếu mà chuyện đọc không, mình đọc không nổi nữa thì mình đâu có nói cái gì được đâu. Nó có chữ để cho mình đọc đúng không? Giống đi hát karaoke không? Kiểu như mình đọc chữ không chạy là gì mình hát. Mình phải thuộc thì mình mới hát nó trôi được chứ không? Như ca sĩ đâu ai coi lời, phải không? Hình như có luôn, dạo này có. Rồi, là cái gu âm nhạc của người ta hay khác nhau đó. Tôi thích nhạc này, anh thích nhạc kia, ba tôi thích nhạc nọ. Rồi, my brother and I like going to concerts to see groups perform live. Cái đó, cái câu đó tới đó là hết rồi nha mọi người. Cái phần kia là chỉ giải thích thôi. Bởi vì Trinh ghét cái này vậy á, thầy thích làm chỗ khác. Nó viết vô làm một nùi mình không thấy được. My dad just listens to music at home. He isn't interested in live performances. When I listen to music, I'm mostly interested in the tune. But my brother is more interested in the lyrics. Rồi, vậy đó, cái đoạn nó ngắn không có dài. Qua đây tới cái gì? Musical instruments and musicians. Ở đây mình sẽ có cái người, cái đồ trước. Cái đồ chơi âm nhạc là nhạc cụ. Instrument. Cái thiết bị. Instrument, nhấn vô chữ in ha. Cái này là nhạc cụ. Rồi, vậy là thêm cái nữa. À, nãy là musical taste, gu âm nhạc. Musical note, nốt nhạc. Giờ có thêm là musical instruments, nhạc cụ. Và cái music nữa. Cái music này đã thành cái con người luôn rồi. Mà là người gì mới được?
Rồi, có ai dám đọc không? Xin đừng đọc nha. Chữ này là 8 trên 10 người trên dạy đều sai hết đó. Musician. 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 Kia là music, trên đồng ý không có gì cãi hết. Nhưng ở đây là musician, quý vị nha. Cái vần sần ở đây là vần mạnh luôn. Âm sờ ở đây là âm mạnh luôn. Musician, và nhấn ngay cái vần ý nào. Musician là cái người mà chơi nhạc. À, đó là nhạc công, những người nhạc công chơi đàn. Rồi, who play musical instruments, đó đặc biệt là especially as a job, tức là công việc người ta là chơi đàn này luôn, chứ không phải là người nào biết chơi đàn cũng gọi là nhạc công, phải là cái người chơi đàn kiếm sống hoặc là chơi chuyên nghiệp để biểu diễn này kia đó, musician. Thì ở đây mỗi loại nhạc cụ nó sẽ có cái tên người chơi khác nhau. Ở đây mình coi nhạc cụ nào mọi người biết rồi nha. Cái này Trinh thấy mọi người biết nè. Piano biết nè. Guitar biết nè. Đúng không? Và cái gì nữa? Violin mọi người biết nè. Rồi drums mọi người cũng biết luôn. Bass guitar thì là cũng cả đàn guitar thôi. Rồi đó. Thì Trinh thấy là có thể là ai đó biết được trumpet này đó. Giờ bây giờ tiếp nha. Mình sẽ đi vô sâu hơn. Thì cái piano này có cái người chơi là pianist. Rồi mình sẽ coi lại cái phát âm nha. Đó, piano thì biết rồi. Bây giờ cái người chơi là pianist. Đó, pianist. Đây, pianist là người chơi đàn piano. Được chưa? Pianist. Đó, một người. Tiếp theo, cái người chơi guitar, guitarist. Guitarist thì đọc làm sao? Guitarist là nó trên trời quá, kéo nó xuống. Guitarist. 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 Cái này mình đọc nhiều lần để cho nó quen cái âm, chứ chữ này bản thân chữ guitar không đọc cũng mệt. Cái đàn là guitar, bình thường mình quen guitar, đúng không? Thật ra không sai đâu, đọc về hiểu chứ không phải không hiểu đâu. Tại vì có mình nói là cái chữ đó thôi, chứ ít có cái chữ nào giống giống gì nữa đó. Nhưng mà đọc sao cho nó đẹp hơn chút để mình nói nó tự tin. Guitarist. 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 Rồi, là người chơi guitar ha. Xong, hai cái mình biết. Thêm gì nữa? Này xong, này xong. Rồi tới... Rồi tới cái guitar bass này luôn đi. Chữ bass này không đọc bass đâu. Cái này đọc là này. Bass. Bass, thấy chưa? Guitar bass, bass. Cái này đọc là bass. Vậy thì này là gì? Bass guitar sẽ là bass guitarist, phải không? Xong luôn. Tiếp nữa sẽ là cái gì nữa đây? Cái chơi trống đi ha, trống. Drum thì sẽ có cái người chơi trống gọi là cái người. Cách này, cái này chắc mọi người có thể đoán nè. Cái này đoán có thể trúng nè. Drummer. Drummer. Nghe giống hơi drama lắm nhưng không phải nha. Nó vẫn ớ. Drummer. Drummer. Đó, drum là cái trống, người chơi trống là drummer. Và nhớ chơi trống thêm S vô nha. Tại không có ai chơi một cái trống hết trơn á. Chơi phải chơi dàn trống vậy đúng không? Rồi, tiếp nữa. Cái này cũng là xong rồi. Cái này cũng ok la luôn rồi. Tiếp nè, cái kèn. Cái kèn này cho nghe là cái phát âm của cái kèn trước cái đã. Không phải là trumpet đâu, viết trumpet thiệt nhưng mà khoan đọc cái này. Trumpet. Trumpet. Trumpet nha. Trumpet có rõ gì? Giờ cái người mà chơi cái này. Well, 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 well. Đọc trumpet, viết cái trumpet thiệt luôn. Nó viết pẹt nhớ đọc thiệt nha mọi người. Thì người này đọc là trumpeter. Trumpeter. Anh Mỹ. Trumpeter. Anh. Trumpeter, thích cái kiểu nào cũng được. Trumpeter. Rồi, là cái người mà chơi cái đàn trumpet này. Ok. Rồi, trumpet đó xong. Tới cái let's see, nghe cái này là gì? Violin. Cái này biết rồi. Vậy mình sẽ thêm luôn cái người chơi này ha. Cái này đọc là gì? Violinist. Violinist. Kia là violin, này là violinist. Ở trên nó nhấn chữ lin, nhấn nhỏ ở dưới là chữ vai, nhưng mà nhấn mạnh là chữ lin, được chưa? Đó, violin hay là violinist là người chơi cái đàn violin này. Rồi, đó là những cái mình biết. Rồi giờ thêm mấy cái mới mới nữa nha. Cái đàn này cũng là đàn violin luôn, mà dạng là nhìn nó giống mà đúng không? Nhưng mà cái tên của nó khác thôi. Cái này á, đừng đọc nha, giờ mới đọc nè. Cello. Cello, nó viết là cello thiệt nhưng nó đọc là cello. Cello. Đúng rồi, vậy đó, đọc vậy hay đó. Tén kiều chú nha. Cello, được chưa? Đàn này đàn cello. Rồi tiếp nữa. Cái này thực ra là Trinh cũng mới biết nha, chứ không phải là biết trước mà là tra từ điển. Mấy cái kia thì là biết thiệt.
Còn cái này là hết biết rồi. Ôi trời ơi, viết gì vậy? Mới viết chữ gì vậy? Không có chữ đó luôn hả? Có chứ, đọc nè. Cellist. Cellist. Đó, người chơi đàn đó là cello, này cellist. Như Trinh là Trinh bỏ chữ này rồi. Tại đó giờ không biết nó cũng sống được có gì đâu. Có violin này, không mẹ biết là hay không kỳ nè. Chứ còn cái này đối với Trinh là không liên quan gì tới mình nữa luôn rồi. Thì mọi người, ai học nhạc phải làm cho kỹ là ai học nhạc làm sao đúng không? Mai học nhạc có thấy Trinh nói không đúng thì sửa lại giùm mình nha. Thật sự không rành, người ta chỉ sao học vậy thôi. Rồi tới cái này nha. À thật ra cái này tiếng Việt có luôn, saxophone. Saxophone mình biết luôn mà đúng không mọi người? Nhưng mà tại vì Trinh nhớ là bữa Trinh dạy đàn trumpet thôi, chưa dạy saxophone. Saxophone đọc giống thôi, có điều là nó hơi xịn hơn tí. Saxophone. Saxophone, nó xịn hơn cái chữ phone á, phone. Thật ra chữ phone là đọc giống chữ phone điện thoại thôi chứ không có gì á. Nhưng mà chữ điện thoại này cũng nhiều người đọc sai lắm. Điện thoại không có là phone, chứ không là phone, phone. Mà là phone, nó là phone. Saxophone này thì là saxophone là kèn saxophone thôi chứ biết dịch gì giờ. Saxophone. Ok, rồi vậy đó nha. Saxophone xong rồi chứ gì. Giờ cho lên cái ông là cái ông thổi kèn saxophone này. Ông sẽ là cái ông saxophonist. Saxophonist. Đó, cái kèn sau thì thêm chữ nest vô được cái này. Cũng dễ ha. Rồi, ok. Tới đây cái đàn organ của mình nè. Cái đàn organ tên là keyboard. Tên là bàn phím mà. Ừ, đúng rồi. Nó không phải cái đàn piano bên đây đúng không? Nó là cái organ thôi, keyboard. Và cái người chơi là keyboard player. Cái này cũng không có gì khó hết. Viết sao đọc vậy mà. Vậy là còn cái rứa gì nữa. Cái này là cái cuối cùng đúng không? Cái cây sáo này. Cây sáo đọc là gì mọi người có đoán không? Thôi đừng đoán luôn nha, đừng có thói quen đoán luôn. Mình bấm cho mọi người đọc liền nè. Flute. Flute, được chưa? Flute là cái cây sáo. Không phải sáo trúc mão mèo đâu. Sáo này sáo kim loại nhưng mà cũng là sáo thôi. Nói chung là các loại nè, nó cho hình nè mọi người. Quá trời luôn nè, đó các tất cả các loại luôn. Sáo trúc mão mèo rồi thì nó còn gắn cái dây dây nữa. Hồi đó mình có học cái này. Flute. Flute. Thì cái người mà chơi sáo thì sẽ gọi là cái gì? Cái tên nó lạ quá nè, mà cũng đừng đọc nha. Từ từ, do từ điển liền nè, đừng có đọc. Sai một cái là khó sửa lắm. Đây, có bốn thứ nha. Cái phát âm của này là flautist. Anh đọc là flautist. Hay mình đọc giống anh không? Không. Thôi, hàng pha kè, hàng nhái. Flautist. Anh nó cái miệng tròn hơn một tí. Flautist. Flautist. Anh Mỹ. Flautist. 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 Ok, một là đọc là flautist, hai đọc là flautist, cũng được luôn. Floor hay flout đều được. Trời đất ơi, thôi mình lấy chữ flout đi nha. Biết sao? Biết sao đọc vậy luôn cho rồi. Nhưng mà đối với mình á hả, theo mình cảm quan hồi mình sẽ đọc là flautist. Tại vì thường thấy AU hay đọc O flautist cũng được. Hoặc, đó là của tiếng Anh. Còn Anh Mỹ người ta dùng cho mình chữ này nè mọi người. Nó dùng chữ flutist luôn. Tức là cái sáo là flu đúng không? Nó dùng là flutist luôn. Là cái người chơi sáo khỏi phải suy nghĩ nhiều, đó là flutist. Flutist. Là viết khác, đọc khác luôn nha. Cập nhật vô đối với Anh Mỹ. Nếu mà ai mà thích cây sáo, còn ai không thích cây sáo thì thôi, thank you. Khỏi luôn. Rồi, ok, cây sáo nha. Cây sáo nó khác cây kèn nha. Cây sáo nó khác. Rồi, đó, flutist. Đó, cây sáo này là ở bên Mỹ nha. Còn cái sáo kia là sáo bên Anh, hai ba tên luôn. Còn cây sáo bên Mỹ là flute, xong rồi flutist. Ê, nói tầm bậy cái người chơi sáo chứ. Rồi, nhạc công thổi sáo nha. Rồi, vậy tóm lại là coi lại nha. Đọc nha, quan trọng cách đọc thôi hà, chứ cũng không gì hết á. Ai thấy nhạc cụ là mình không thích, tự động bỏ ra. Piano, pianist. Guitar, guitarist. Cello, cellist. Saxophone, saxophonist. Keyboard, keyboard player. Bass guitar, bass guitarist. Drums, drummer. Trumpet, trumpeter. Flute, flutist. Flute, flautist. Flautist. Violin, sorry, không có S. Violin, violinist. Rồi, vậy thôi, có mấy món đó thôi hả? Tiếp theo mình sẽ có cái người trong âm nhạc. Có những cái con người nào trong âm nhạc vậy ta? Ca sĩ là hiển nhiên, không cần phải nói. Tuy nhiên chữ ca sĩ phát âm là sao vẫn phải hỏi lại một lần nữa. Ca sĩ phát âm sao quý vị? Lát nữa coi câu trả lời. Đây mình sẽ coi vô nha. People in music. Người thứ nhất là a composer.
is someone who writes music, usually classical music. Thế composer này gọi là nhà soạn nhạc. Nhà soạn nhạc nha. Rồi, ok. Và thường là phải là nhạc gì? Nhạc classical music mới được gọi là nhà soạn nhạc nha. Nhạc cổ điển, đó, các bản huyền thoại mới gọi là nhà soạn nhạc. Tiếp theo, songwriter là người viết bài hát, là someone who writes songs, là viết ra các bài hát. Được chưa? Ở trên này kiểu như những cái bản này là nó là bản gốc, bản kinh điển, à, không phải là một bài hát, nó là một cái bản nhạc cộng với lại một bài hát thôi. Mà nay hát nay viết kiểu vậy thì có những người mình biết nè, Adele nè, Ed Sheeran nè, phải không? Rồi có biết hai người này không? Adele đó, cái chị mà hồi đó mập mà bây giờ ốm mà đẹp quá trời luôn đó. Đó, hai người này. Còn mấy người kia mình không biết. Nói chung là ca sĩ là mà người ta viết nhạc ra xong rồi người ta hát luôn á. Đó là songwriter. Đó. Tiếp theo, conductor, cái người nãy mình đang kiếm nè. It's someone who stands in front of an orchestra. Đó, đây nè. Cái chỗ này có hai cái mình cần coi nha. Một là cái conductor. Chữ này đọc bình thường thôi, không có gì đặc biệt hết á. Conductor. Có cái hình luôn nè, cái person, cái người đứng trước một cái gì. Cái này là cái gì, giờ biết cái chữ này nữa là được nè. Chữ này vừa khó, có nghĩa khó, vừa đọc khó luôn. Chữ này đọc vô. Orchestra. Orchestra là một cái dàn nhạc giao hưởng nha. Chữ này mọi người có thể muốn học. Dàn nhạc giao hưởng. Đó, cái người đứng trước một cái dàn nhạc giao hưởng tức là cái người nhạc trưởng. Thở dài luôn nè, mới giải chút xíu nó thở dài. Rồi, orchestra. Đó là a large group of musicians who play different instruments. Đó là những cái người gì? Là người đứng trước một cái dàn nhạc quá trời người chơi. Và conduct. Conduct là động từ của conductor. Là gì? Là lead, có nghĩa là hướng dẫn, à, dẫn dắt cái dàn nhạc đó. Lead là dẫn nè. Đó, conduct là hướng dẫn. Rồi, ok, được ha. Tiếp, an opera singer. Đây, chữ singer là chữ ca sĩ. Quý vị đang tìm kiếm nè. Singer, ngờ nha, ngờ nha, không có g nha. G là quê đó, giờ này học tới đây mà còn g là quê nha quý vị. Trời ơi, ngờ dùm cái nha. Rồi nghe lại nè, dẫu sao vẫn nghe. Cho dù á, từ vựng nó khó tới đâu mà chữ hai chữ là music với singer mà sai thì thôi cũng bỏ. Singer. Singer, thấy chữ ngờ người ta rõ không? Singer. Singer. Bạn anh á, bả singer. Anh Mỹ. Singer. Singer. Đó, muốn ngờ kiểu nào cũng được. Rồi, ngờ như là những nụ cười ngờ ngệt đó. Chữ ngờ đó, đó cứ ngờ đó. An opera singer là ca sĩ opera. Someone who sing opera, đó là người mà hát nhạc opera. Rồi, ok. Thứ nhất là nhạc giao hưởng, thứ hai là nhạc opera. Hai cái này là mình sợ nhất trong cuộc đời luôn. Rồi, a play in which the words are sung. Là gì? Là trong một cái vở kịch mà những cái ca từ nó được hát lên. Đó, hát opera là hát nhạc kịch đó mọi người. Hai nhát hát nhạc kịch. Đó. Nơi, không có phải. Tiếp theo. À, opera nhạc kịch kiểu này chỉ có một người mình thích coi thôi, chú Thành Lộc. Mỗi lần chú Thành Lộc hát cũng có một chút nhạc kịch trong đó mọi người. Đó là cái đó là mình thích thôi, nhạc kịch cho thiếu nhi ngày xưa á. Có pha pha chút vậy thích, chứ còn opera này thôi, thua. Tiếp nè, ballet, xí. Ballet, sợ chữ ballet đọc cái đã. Biết là ballet đó, mà giờ không lẽ đọc ballet đúng không? Đọc ballet cũng kỳ, ballet cũng không được. Nó là cái gì, ba gì vậy? Ballet cũng được hết trơn. Sao tự nhiên đọc tới đây hết sang luôn rồi? Ballet. Thích kiểu gì? Ballet. Thôi ballet đi, trong đây thích anh hơn. Ballet. Rồi ballet là một loại dancer đúng không? Ballet dancer là vũ công đúng không? Vũ công ballet is someone who dances in a... Thôi ơi, cái câu này phải nói luôn nha mọi người. Câu này mà ai không biết á thì cũng không có cửa nẻo nào hiểu luôn tới gì. Một cái ballet dancer là người, một cái người nhảy ballet. Hên là chữ ballet biết đó nha. Cái này mà ra cái khác là biết luôn. Trời ơi, cái gì thích thiệt là bá cháy luôn. Rồi, solo artist. Thôi cái này mọi người tự biết luôn rồi đó. Solo là hát mình nè, đúng không? Là một cái nghệ sĩ hát mình. Solo artist is someone who sings or plays music but not part of a group. Thì không có một cái nhóm nào. Ví dụ như là Beyoncé nè, chị gái này nè. Nói chung là người ca sĩ nào hát mình là solo hết rồi. Rồi, famous groups, bands are. Như là cái mấy cái nhóm này, không có nhóm nào mình biết luôn á nha. Rồi mấy cái này không biết luôn. Nhưng mà cái khác thì mình biết. Ở trên cái gu âm nhạc mỗi người khác nhau. Cho nên cái bài này thành ra là gì mọi người? Thấy nhiều chỗ nó không biết chứ. Thực ra là mấy cái đàn này á,
Tính ra Việt Nam thì có cái đàn gì? Việt Nam thì có hết đầy đủ nhạc ấy thì có rồi, nhưng mà nói về nhạc dân tộc Việt Nam trong đây đâu có đâu, phải không? Nhạc Việt Nam đàn bầu, đàn sến, đàn tranh đúng không nè, thì đâu có trong này đâu. Cho nên là gu âm nhạc mà còn mấy cái đàn gì mà ở miền núi á, cái cây gì mà cái khiếm như cái khèn nữa ta, là chưa có. Như là đàn gì mà gõ gõ vậy, có nguyên mấy cái thanh 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 gõ gõ vậy, cũng đâu có trong này đâu. Mấy cái đó thì ai học chuyên nhạc mới biết, chứ mình cũng thua rồi. Tương tự về những cái ca sĩ này cũng vậy, đúng không? Trong đây có đó Đan Trường, Cẩm Ly gì trong này đâu, không có Mỹ Tâm gì luôn. Toàn là nước ngoài ấp hển không à. Cho nên là thôi vậy thôi, nếu mình không biết cũng đâu có gì đâu buồn, đúng không? Đấy, cho nên là học mình thì đừng có tuổi thân. Học mình dễ bị tuổi thân lắm, mỗi lần không biết gì tuổi thân, thật ra không phải tội là với tội mọi người đâu, phải có gì đâu, đúng không? Tại nó vậy đó. Rồi bây giờ making album nè, đây làm ra cái album, cái album album nó phải album hình, album nhạc đúng không? When groups, khi mà các ban nhạc, record, cái chữ này hôm nay là record, còn trong thể thao hổm là cái mà kỷ lục thế giới là record, bây giờ là record nha. Record an album là put 8 or 10 songs into one collection, là bỏ 5, 10, ở lộn 8, 10, trời ơi. Nghĩ sao đi dịch 5, 10, tính đếm 5, 10, 5, 20 gì, 8 hay 10 bài hát vô một cái bộ sưu tập. Phải 8 đến 10 bài mới được hả ta? Ok, bỏ 8, 10 bài vô một cái bài hát, hoặc là ra một cái single. Là gì? Là đĩa đơn. Ok, chắc vậy quá. Rồi, thì album là phải 8-10 bài, còn không thì ra single thôi, ra từng bài. They do it in a recording studio, làm trong cái phòng phòng thu. Thôi cái này mình thấy á nha, tới đây là dễ rồi phải không mọi người? Phòng thu mình biết rồi, biết studio là phòng thu, gọi là chụp hình đúng không? Đó, thì nhạc hay là hình thì nó cũng giống nhau phải không nè. Then when the album comes out, khi mà cái album nó làm sao? Come out, bây giờ người ta cho một cái nghĩa mới là ra công khai đúng không? Nhưng mà come out đây có nghĩa là phát hành. Đó, phát hành có nghĩa là gì? Is available for people to buy, là có sẵn cho người ta để người ta tới người ta mua. Đó là available, comes out. Nó dùng hiện tại đơn ở đây là bởi vì sao vậy mọi người? Mặc dù cái album nó chưa có phát hành, nhưng mà đây là một cái sự kiện nó xảy ra theo lịch trình. Cho nên là người ta cứ cho nó hiện tại đơn. Thường mình thấy đĩa hay này kia, sách vở ra nó cũng là dùng hiện tại đơn cho nó hết luôn. Rồi, it is usually advertised, nó thường được quảng cáo. In the media, trên truyền thông, đúng không? Giờ mấy cái từ này mọi người còn quen hơn nữa. There are adverts on TV, online, vân vân. Đó, quảng cáo từ lâu luôn. Và many people download their favorite tracks. Và người ta download, chữ download là chữ không cần phải dịch luôn, nhưng đọc lại giùm mình, download là phải lâu chứ không có download được nha. Down là nó sẽ bị lâu, cho nên đọc là download. Nhớ chưa? Không, mãi mãi không bao giờ quên luôn. Download. Đó, cứ down gì là lâu à. Internet đâu nhanh, download. Là nhớ nha, down gì xuống cũng lâu. Rồi, their favorite tracks. Track là gì? Là cái bài hát đó chứ không phải là gì đâu. Là giống như hồi xưa mọi người đi tải nhạc á, có cái phần mềm là Zing MP3 gì đó, MP4 gì đó, mọi người nhớ không? Là tải xuống nó có chữ track, track 1, track 2, track 3 này kia, hoặc là bài nghe mọi người tải về nó có chữ track. Thì trong cái album thì nó có những cái track đó, track 1 bài gì, track 2 bài gì vậy thôi chứ không có gì hết á. Rồi, tracks or albums from the internet. Ngày nay thì sao? Ngày nay cái này thì mình cũng không biết người ta có còn bán hay không, nhưng mà ngày nay người ta tính bằng lượt view YouTube, TikTok đúng không? Đó chứ ngày nay thì không có làm trời nữa. Rồi thì cái thời đĩa mà như Trinh thì là 9X đời giữa thì không có coi cái đĩa LPS, tức là LP cái đĩa mà tròn do á, bự thiệt bự, có cái loa thì cái đó mình không có rồi, nhưng mà Trinh có coi băng. Lúc mình vẫn còn nghe nhạc của chú Đan Trường. Đan Trường vẫn còn nghe băng cassette, tức là vừa nghe đĩa, không phải băng Anh Văn cũng có và cái đó cũng có. Và nghe đĩa xong rồi sau đó là qua nghe đĩa. Nhạc có đầu đĩa vào năm 2005 mới có đầu đĩa. Nghe đĩa xong rồi tới thời mà chép nhạc USB. USB xong rồi tới thời là đao nhạc, tải nhạc về máy tính, tải về điện thoại đúng không? Đó, USB nhạc, máy tính, điện thoại đó, cái thời đó. Cái lúc mà USB mà 2GB nó rất là hiếm á mọi người, mình mua được USB 2GB mừng muốn chết luôn á. Còn bây giờ USB quá trời ghi, giờ nó qua tới điện thoại đúng không? Đó, một thời đã qua cái thời nghe nhạc. Và có một cái cuốn sổ âm nhạc. Tức ha. Nó không có nằm ở đây, giờ Trinh còn cuốn đó luôn nha mọi người, cuốn chép bài hát. Trời ơi, má ơi. Một thời luôn, cái đó là gọi là huyền thoại của Việt Nam đúng không mọi người? Không biết ở nước khác nó có vậy không ta? Rồi giờ xuống bài tập luôn nha. Bài tập này có những bài làm được, có những bài dịch chơi cho vui thôi. Bài số 1 là làm được nè, là các từ mình mới học ở bên kia. Bài 2 thì cũng gần giống như vậy á. Rồi bài 3 thì là nói hai từ lại với nhau,
Và giải thích tại sao là nó là chung một đội thì giải thích kiểu gì cũng được, miễn mọi người nói hai từ lại là mình mừng lắm rồi. Nhưng mình nói cái bài này là từ vựng để tham khảo thôi, chứ là nói chung là ai về nhà nấy à, thích gì học đó. Còn bài 44.4 là cái bài này toàn là nhân vật ở đâu không á, mọi người biết thì biết, không biết thì thôi nha. Mình cũng hên xui mình không biết. Cái bài này Trinh cũng copy đáp án từ sách và mình đi Google thêm. Có phần over to you thì chúng ta có thể làm được, mặc dù nó sến nhưng vẫn ráng làm nha. Các kỳ thi nó cũng quá quen với đó rồi. Rồi đây bài tập nè, làm rồi nè, cho mọi người copy nè. Rồi mình sẽ coi nha. Classical thì classical gì? Là classical music đó, là nhạc cổ điển đúng không? Classical đi với lại music. Solo thì solo gì? Solo artist là cái nghệ sĩ hát mình. Recording, recording studio là cái phòng thu. Musical gì? Musical instrument là cái người, cái dụng cụ, nhạc cụ âm nhạc. Opera, opera singer, ca sĩ opera. Ballet, ballet gì vậy? Ballet thì là cho vô cái dancer, là cái người nhảy. Vậy xong rồi đó. Tiếp theo hoàn thành câu nha. There was a very big audience for their last concert, nearly 10,000 people. Có một cái số lượng khán giả đông. Thế này audience, nó không có thêm S vô, mà là a very big audience. Tính là khán giả là tính chung, một nhóm khán giả đó, chứ không có tính là người khán giả riêng không. Có một cái nhóm khán giả rất lớn cho cái buổi hòa nhạc cuối cùng của họ lên tới 10,000 người. Dữ chưa? I think the new single is a great song. Tôi nghĩ cái bài hát mới ra của họ là một bài hát rất tuyệt vời. Tại sao chỗ này không điện cái album mà phải là cái chữ single? Tại vì a great song có một bài phải single thôi. Ở đây có ai muốn ngứa tai điền chứ MV vô không? MV là cái gì vậy ta? Trời ơi, mọi người nãy giờ có quên không? Music video, phải không? Thì music video theo mình nghĩ là nó có cái phần video nữa chứ không phải là thu âm không. Nó có cái phần quay, coi MV nữa, phải không? Đó, cho nên là muốn ghi MV thôi chắc cũng được. MV thường chắc cũng có một bài hát thôi đúng không? Đó, vậy đó. Thì nói về music video là cái ấn tượng mình nhất là chắc chắn là của ca sĩ Lý Hải rồi, chứ không phải của ai hết trơn. Mình coi được từ hồi Chọn đời bên em 6. Chọn đời bên em 6 đó, lúc đó nhà mới có đầu đĩa để coi, quá là thích luôn. Đó. Rồi tiếp, I think the new, đó là xong rồi. The new album has songs. Đây nè, đây, cái này album bởi vì nó là songs, nhiều bài hát nè, thấy chưa? Thì lúc này mới có chữ album. Written by other people. Đó, bài hát này, những bài hát này được viết bởi những người khác. It comes out next week. Đây, come đi với out thôi chứ đi với gì nữa, đúng không? Rồi, nó được sẽ ra vào tuần sau. I've listened to a lot of their music. Tôi đã nghe được rất nhiều nhạc của họ. But I've never seen them perform live. Đó, tôi á, là nghe được nhiều nhạc của họ nhưng mà họ chưa bao giờ biểu diễn trực tiếp ở bên ngoài. Đó, hồi nãy là có gì? Live, nhắc lại là live show với lại live stream, đúng không? Ừ, đó này là live. Rồi, trong bài này cứ nhớ là live đi là được rồi. The new album was record. Chữ record MIDI là làm gì? Là nó làm sao mọi người? Chữ record này hình như nó sai. Recorded chứ đúng không? Recorded in a studio near my home. Là nó làm sao? Cái album này được ghi ở một cái gì? Cái chỗ phòng thu gần nhà tôi. Đâu mọi người thử là cái MV này quay gần nhà tôi coi sao. Giống như MV Em Gái Mưa là quay ở chỗ trường đại học của mình đó mọi người. Tiếp, the band has a new album out. Đây, cái band này nó mới có cái album ra. And it's being advertised on TV. Và được quảng cáo trên TV. Thế dạ, xém chút nữa rồi quên. Order đồ. Wait a minute mọi người. Chút xíu quay lại. Rồi, trở lại tiếp nha. Rồi, được quảng cáo trên TV xong hết bài 44.2 đúng không mọi người? Xong hết à. Rồi 44.3 nè. Tìm 5 cặp. Thực ra là cái cách giải thích ở đây trong sách nó có cái đáp án của nó có dài dòng lắm. Mình chỉ cần mọi người làm hai cái lại với nhau là được rồi. Ví dụ như là một cái người mà flautist. Đó là cái người chơi sáo. Is a person who play a flute. Đó, thì ghép hai chữ này lại là nó ok, đúng không? Rồi, tiếp. Ballet này thì sao? Ballet này sẽ là gì? Là một cái dancing, đúng chưa? Ballet là dancing. Ballet is dancing, là một cái điệu nhảy. Là mình ghép vô là được, mình hiểu đúng không? Rồi, audience là khán giả.
khán giả, khán giả là sẽ gắn với lại cái gì? Cái concert, because mình giải thích là audience là những cái người mà go to concert, watch hoặc là see, listen to concert, đúng không? Đó, cái nào cũng được. Album sẽ đi với cái gì? Album phải được thu trong cái recording studio, album là phải thu trong phòng thu, phải không? Rồi orchestra là một cái dàn giao hưởng phải đi chung với lại cái người conductor, đó là người mà hướng dẫn cho cái đoàn đó để người ta đó làm vậy cho người ta làm theo. Mình cũng thắc mắc là ủa người ta cũng biết nhịp mà sao phải làm vậy ta? Ai biết đâu nè. Chắc có lẽ là làm vậy nó đồng bộ hơn á, chứ còn nhịp thì tất nhiên người ta chơi nhạc người ta phải biết cái đó rồi. Người ta cũng đâu có cần phải gì nữa, nhưng mà làm vậy cho nó có khí thế hơn chắc. Phải không? Phải không mọi người? Rồi, tiếp theo composer thì là cái người soạn ra cái nhạc classical music ha. Rồi bài 44.4 nè, bài này là dịch chơi cho có thôi. Còn không thì rảnh là đi Google cho biết nha, chứ bài này trên Google hết rồi. Bài này mọi người có biết ai không? Chứ trên là thấy đa số không biết luôn. Thế người này Florence Welch này là is the main singer, là cái ca sĩ chính. Giờ mình còn biết vocal nữa, sau khi mà mình coi những chương trình là Chị đẹp đạp gió giả sống nè, anh trai say hi, rồi anh trai anh ba, anh hai gì cho tựa luôn đó, thì mình sẽ biết là vocal này kia là những cái giọng, đúng không, giọng chính. And songwriter và người viết cho her group là cái nhóm nhạc là Florence and the Machine. Ok, thì đây là bài người ta, cái tựa người ta cho sẵn, mình không biết ai hết trơn, chứ không phải là tự dựng mình không biết. Vấn đề là mình không biết nó là cái gì, lấy đâu mình bỏ đó vô, bỏ từ dựng vô, đúng không? Rồi tiếp nè. The Berlin Philharmonic is là một cái gì? Thì cái search ra Google thì biết nó là một cái orchestra, là một cái dàn nhạc giao hưởng. Và cái Herbert này á, cái ông này was the conductor from 1955 to 1989. Đó là ông này đã làm cái người mà nhạc trưởng cho cái chỗ này từ năm đó tới năm đó. Google ra cùng với sự hỗ trợ của đáp án sách. Tiếp, cái người này Placido gì đó, Domingo và Luciano Pavarotti gì đó, cái tên này không biết ở đâu luôn, were both great opera singer and conductor. Mình nhớ là mình sợ toàn ra là ở Úc nè, ở Ý, ở đồ tùm lum mà. Tiếp, Waterloo was ABBA. Cái này biết nè, ABBA này là cái gì biết không? ABBA là hát bài No More Champagne and the morning seems so grey. Là hát gì? Happy New Year, Happy New Year. Là cái nhóm này nè. Là cái này là gì? Là cái first number one hit. Hit là cái gì? Là cái bản hit đó. Nãy giờ mới thấy sao cái này nãy giờ không cho học ta. Trời ơi, từ chuyên ngành của người ta nãy giờ ém không, làm ta tưởng người ta không biết từ. Đó, hit single. Đó đầu tiên là cái người này, cái nhóm này nổi tiếng bởi cái này. Rồi, Sgt. Pepper, yeah, is the most famous album by The Beatles. The Beatles này cũng nổi tiếng lắm nè, mình không biết luôn. Eric Clapton is a great rock guitarist. Cái ông mà làm chơi guitar cũng Google tài trợ chương trình này. Yo-Yo Ma is a great classical cellist luôn. Rồi, cũng là Google mà ra. Cái ông này á, ông Rách này á, Rách nghe quen quen, nghệ sĩ nào tên Rách rồi. Cái gì Manioff gì á, y là famous composer, ổng cũng là pianist luôn. Theo như Google thì ổng là cái thêm cái pianist là thêm cái composer gì đó, hai cái lận. Trong sách nó cho một cái, mình tìm ra được hai. Rồi Puccini compose cái gì opera, như là cái bản này hay cái tên là không biết đọc rồi đó, có dấu tiếng Anh, có dấu rồi mình thua. Who was tiếng Anh không có dấu, tiếng Anh mà có dấu là không phải tiếng Anh đâu, tiếng của gì á biết. Who was the very famous, có câu cuối biết nè, solo artist, cái người mà ca sĩ đơn ca nào mà hát bài Thriller, chính là chú Michael Jackson, chứ còn ai nữa. Ôi, chữ Michael Jackson là viết đúng không ta? Michael Jackson. Ờ đúng rồi đó, Michael Jackson hát bài Thriller. Thôi mình không mở bài đó nghe đâu, mở cái quánh bản quyền mình đó, ăn thêm cây gậy nữa là mình no luôn mọi người. Mình bị ăn một cây rồi nha, vì lý do gì mình cũng không biết. Rồi, khúc này là vậy là xong rồi đó mọi người. Hết cứu rồi, này là hết biết rồi. Ví dụ bây giờ sao ta, mình đổi ra thành tiếng Việt để mình dễ được không? Mà tiếng Việt thì giờ mình biết nhạc thể loại nhạc gì đâu. Nhạc trẻ rồi mình biết nhạc pop nè, phải không? Ballad là nhạc gì trời, R&B nè, R&B đúng không? Trời ơi, rock và ballad gì đó. Xong rồi ballad hả? Ballad viết sao trời? Ballad viết sao nhỉ? Không nhớ biết chữ ballad viết sao luôn. Nhưng mà biết được bolero đúng không?
nói chung là đuối âm nhạc quá trời. Thôi nhạc dân ca đi. Có chị Cẩm Ly Folk Song. Ok, chị Cẩm Ly Cú Vớt. Rồi, nói về nhạc Việt Nam đi mọi người. Đâu nhóm nhạc nữa này kia đó. Rồi lát xuống viết nè. Rồi bây giờ phần này là mình bung lộ được nè mọi người. Cái câu hỏi thật ra cũng quen đối với Thi, những cái phần speaking mà đơn giản á, Thi những trình độ thấp thấp giúp chúng ta có thể hỏi mấy này nè. Trả lời câu hỏi: It's possible, ask someone else the same questions. Nếu có thể hỏi một người nào đó những câu hỏi tương tự. Rồi mình hỏi kính thưa các cô chú, anh chị em và các bạn, mọi người ở đây quý vị trả lời nha. What music do you like? Rồi you like cái music you kể ra. Mà you không có like cái music gì cũng kể thử một cái music. Trinh sẽ kể trước cho mọi người nghe. I like pop and folk music. Đó, mình thích hai loại này đi. Is your taste in music different from your parents? Là cái gu âm nhạc của bạn có khác với bố mẹ không? Yes, khác. Mình like, I like K-pop. Mặc dù là bây giờ hết rồi, lớn tuổi thì cũng không thích nữa. I like K-pop and young singer. Và cái gì? À, dance music, nhạc dance đó mọi người. Đó. But my parents, nhưng bố mẹ tôi thì thích cái khác. But my parents, my mom trước đi. My mom likes bolero, chắc cú luôn, bolero. Rất là thích cái chị gì á, mẹ mình thích chị Ngọc Hoa. Ngọc Hoa, đúng rồi, Ngọc Hoa hình như lớn hơn mình có 1 tuổi, 2 tuổi gì thôi mà rất là giỏi. Với lại Trung Quang. cái em đó trẻ mà hả hay. Bố mình thích my dad likes war music. Thích nhạc chiến tranh, ba mình là thích nhạc chiến tranh, cách mạng. Rồi, who's your favorite solo artist, group or composer? Rồi, ai là cái người mà bạn yêu thích là nhạc solo, nhóm hoặc là composer? Đây đây, để Trinh nói mọi người cái có ai giống không? I like Bảo Thy, hồi xưa là mê chị Bảo Thy lắm luôn á. Bảo Thy thực ra trước đó là nghe cô Cẩm Ly, chị Mỹ Tâm. Xong rồi sau này lúc mình học tuổi teen nữa, lúc Bảo Thy mới nổi năm 2007 hay sao, là Bảo Thy đó, One B Tuấn Anh đó, biết không, biết không đó, One B Tuấn Anh bá đạo luôn đó. Rồi group là có nhóm gì, à nhạc Hàn Quốc mọi người, TVXQ đó. Bắt đầu nói tới đây là có thể hả, chữ T của mình đã mất tiêu rồi, không trùng tư tưởng. TVXQ xong rồi, à SNSD, trời ơi quên hai nhóm đó thôi, còn nhóm gì nữa, à SS File 1, S501 nữa. Ê, có cái này nè, HKT, nhớ không quý vị? Dữ dội không luôn đó trời. Rồi, what was the last single or album you bought or downloaded? Cái album nào mà cuối cùng đó đó? À, Tết Music. Bây giờ thì Trinh không thích gì hết, Trinh chỉ thích nghe nhạc Tết thôi. Chỉ thích Tết mà thôi, I just like Tết Music. Rồi, when was the last time you heard or saw a group of orchestras perform live? Actually, I have never seen an orchestra. Đâu rồi chữ orchestra, đâu rồi chữ này, quên cách viết hoài luôn á. I've never seen an orchestra live. Thực ra là mình chưa có bao giờ coi, chưa có lần đầu lấy đâu có kết thúc. Are you usually more interested in the tune or lyrics of a song? Bạn thường là interested bởi cái giai điệu hơn hay là cái lời bài hát hơn? Thì mình sẽ có câu trả lời của mình như sau. When I listen to a new song, mọi người có hiểu không? Thử nha. When I listen to a new song, I am interested in the tune. Okay? But then I will okay, let's see, I will see if I like it or not by reading the lyrics. Đó là mới đầu mình sẽ sao, khi mà nghe một bài hát mới thì mình thích nghe cái giai điệu, mình bị ấn tượng với giai điệu, nhưng mà khi mà mình sẽ xem coi là mình thích nó hay không thì sẽ là bằng đọc cái nhạc, đọc cái lời nhạc có thích hay không thì mới là thích, quyết định là thích hay không cái bài đó, mình có nghe tiếp hay không là quyết định. Cho nên là cái first impression, the first impression là cái ấn tượng đầu tiên á,
Maybe is the tune, chắc là cái tune trước xong mới tới cái lời. Và rất hay chép lời nha. Chứ nó ít nghe nhạc nhưng mà bài nào thích là hay chép lời và hay thuộc lời. Rồi, do you play a musical instrument? What do you play? Bạn chơi nhạc cụ nào không? Bạn chơi nhạc gì? Yes, I used to play flute. The flute. Thời đó là có chơi the flute, chơi sáo mảo mèo đó. Nhưng mà cũng mua được cây pha kè thôi, fake thôi, chứ không mua được cây thiệt. Chơi theo kiểu mà ta 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 đó, kiểu cái bài người ta mượt gần chết luôn, mình chơi rớt ra từng nốt, giống như là nó hay làm mấy cái nhạc troll ở trên mạng đó mọi người. Trời ơi, không lẽ nó lấy đó của mình chứ. Ở đó chơi kinh khủng rồi, mà tất nhiên là bỏ rồi, không có chơi nữa. Giá mang. Rồi xong bài âm nhạc ở đó mọi người, bài này coi cho vui thôi đó. Còn nhạc thì xài cái này vô mà để nói cái nhạc mọi người yêu thích thì chắc cũng khó đó. Tùy ha, đối với Trinh là Trinh thấy khó lắm, không có hay nhiều cái từ mình xài được trong này, chế thôi chứ thực ra là đó, mọi người hiểu rồi đó, của người ta khác của mình, cho nên là câu chuyện tới đây là hết rồi. Mọi người nhớ bình luận vô đáp án của mọi người nha.